Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm Điện Máy Ngọc Mai sẽ đi giới thiệu chi tiết với các bác về tất cả những cái dòng sản phẩm máy hàn thương hiệu Hồng Tứ mà bên trung tâm em đang phân phối. Các bác vào xem video, các bác quan tâm sản phẩm thì các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký. Các bác ấn đăng ký và ấn vào chuông để các bác có thể là nhận được những cái thông báo mới nhất mỗi khi nhà em giới thiệu về sản phẩm và những cái dòng bên em đang chuyên phân phối. Thì bên em cực kỳ phân phối rất chi là nhiều máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề, vật tư thay thế điện cơ, điện lạnh cực kỳ là nhiều các bác nhé. Hàng hóa luôn luôn là sẵn kho rất nhiều, giá cả thì cạnh tranh và thứ nhất thị trường nên là các bác yên tâm. Thì về cái dòng sản phẩm máy hàn này bên em đã phân phối ra thị trường là rất nhiều, được khách hàng và người tốt đón nhận và 100% là phản hồi chất lượng và ok các bác nhé. Thì em mới đem ra để em giới thiệu cho tất cả các bác, tiếp tốt cho các bác ở khắp mọi miền tổ quốc. Thì về cái dòng này bây giờ em sẽ đi chi tiết giới thiệu cho các bác về những cái mã sản phẩm màu xanh, màu vàng, thậm chí màu đỏ thì có luôn, có đủ mã hết. Đây em sẽ giới thiệu về con này. Đây là một cái con máy model HK200Z các bác. Máy này thì phù hợp với những bác nào mà chuyên hàn que 3 ly 2 này các bác này. Con này theo như đúng thông số của bên nhà sản xuất thì là các bác có thể là hàn que 3 ly 2 cho đến que 4 ly. Đấy. Thì nếu như mà các bác muốn cho máy nó có được cái độ tuổi thọ nó được cao thì là các bác sử dụng hàn que 2 ly rưỡi thì là hợp lý. Hoặc là các bác có thể là hàn que 4 ly 2 thì nó cũng được. Nếu như mà các bác muốn máy tuổi thọ thì tuổi thọ của con máy mình sử dụng nó được bền vững hơn thì là các bác có sử dụng que 2 ly rưỡi cho đến 3 ly 2 thì là sẽ rất an toàn, máy sẽ bền các bác nhé. Đây kiểu dáng thì rất chi là nhỏ gọn đẹp. Cái con này đây đấy, cái đường này nó tầm độ 50 này, 50 này, đây phía bên này nó tầm độ 20 gì đấy con số đây. Đây tất cả là đều có đầy đủ hết, có phiếu bảo hành của công ty, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng các bác nhé. Đây là phiếu bảo hành của công ty, hàng này thì là bên công ty sẽ bảo hành cho các bác là 18 tháng thì là ok. Thì cái con này nó là máy hàn một chức năng chuyên hàn que, có đèn đây, có mặt hiển thị đây này. Đấy, các bác sẽ có mặt hiển thị công tắc tắt mở và cái đầu cắm dây vào này nó sẽ là đầu to này các bác, đầu to và có đầy đủ đây là dây nhá. Đấy, tất cả những cái hàn một tác dụng chuyên hàn que thì các bác đều có dây kìm hàn và kẹp mát. Đấy, còn tiếp theo cái mẫu này nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút. Thì cái mẫu này bác nào mà làm công việc gia đình mà các bác sử dụng hàn que 2 ly rưỡi là ok này. Đấy. Đây. Cái con này nó cũng có mặt đồng hồ hiển thị thôi này các bác. Cái con này nhỏ hơn một chút thì là cái đầu dây vào của nó là dây nhỏ ạ. Đấy, cái củ này là củ nhỏ ạ. Model là SR200R thì là củ nhỏ. Còn cái model mà đây này, cái model HK200Z thì nó là củ to. Em sẽ giới thiệu chi tiết để các bác được nắm rõ. Tiếp theo thì cái con này nó sẽ to hơn này. Đây là cái model này là HK200A. Đấy, các bác mà quan tâm cái sản phẩm nào khi em giới thiệu này thì các bác có thể là chụp màn hình lại. Các bác có thể là chụp màn hình lại, các bác quan tâm thì các bác vào cái Zalo của em. Vào cái Zalo số điện thoại 0378487818 ấy thì bên em sẽ tư vấn cho các bác. Các bác chỉ cần chụp màn hình đã như thế này thì là bên em sẽ biết là các bác có quan tâm đến cái mã nào thì bên em sẽ tư vấn cho các bác như là công bố giá, báo giá cho các bác vào cái thời điểm mà các bác hỏi về sản phẩm nhé. Đây như cái con này là HK200A này. Đấy, cái con này thì nó sẽ to hơn. Con này nó sẽ to hơn. Đây. Cái chiều này nó tầm độ 50, hơn 50 rồi. Đây. Tất cả đều là có mặt hiển thị hết. Đây. Đây là một cái con máy hai tác dụng này. Con này là hai tác dụng đây các bác. Những cái dòng hàn que thì là các bác đều có đầy đủ phụ kiện hết. Kìm hàn, kẹp mát,
Còn cái con hai tác dụng này thì là các bác có cả dây hàn tiếp luôn. Đây, con này là nó ra hai cửa đấy. Đấy, công tắc tắt mở. Rất chi là ok nha các bác. Hàng là sản xuất tại Việt Nam. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây, con này hai cửa thì nó có model là HK200A. Rất chi là nhiều mã nhé các bác. Cái con này là con hàn khoe cao cấp nhất này. Đấy, cái con này thì nó sẽ có cái chế độ chống giật đây này các bác. Model là HK215A. Đấy, cái này thì các bác cứ hàn khoe 42 là thoải mái luôn. Củ dây đầu vào của nó cũng là dây to. Đấy. Còn cái con mà hai tác dụng này thì củ dây của nó là dây nhỏ các bác. Đấy, nó sẽ có hai mẫu củ dây nhỏ này. Cái con hai tác dụng là củ dây nhỏ. Và cái con mà model SR200R này thì là củ dây nhỏ này. Đấy, còn toàn bộ những cái mẫu còn lại thì nó sẽ là củ dây to. Đây, có riêng cái con này thì nó sẽ có cái nút chống giật đây các bác. Đấy. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Hàng chất lượng các bác nhé. Các bác quan tâm sản phẩm thì các bác có thể là để lại cho em số điện thoại ngay dưới video này, thì em sẽ trực tiếp alo để tư vấn cho các bác cho nó được kỹ hơn, cụ thể hơn. Hoặc là các bác có thể là alo cho em vào cái đầu số điện thoại 0378487818. Số điện thoại em để lại ngay dưới tiêu đề. Số đó bên em có cả Facebook và cả Zalo hết. Thì các bác muốn mua hàng thì các bác có thể là vào kết bạn Zalo với em. Như các bác quan tâm những cái mã nào, những cái mã mà em vừa giới thiệu thì các bác có thể là chụp màn hình lại gửi vào Zalo cho em. Thì em sẽ tư vấn cho các bác và công bố giá cho các bác vào đúng cái thời điểm mà các bác hỏi nhá. Về giá thì là em sẽ không công bố giá công khai vì là giá nó thay đổi theo thời điểm. Có thể năm nay nó một giá này, có thể là sang năm nó lại thay đổi giá, nó rẻ hơn hoặc là đắt hơn thì các bác lại có thể là bảo là đắt rồi lại không mua. Hoặc là bên em vừa bán sỉ vừa bán lẻ. Nếu như mà cái giá sỉ mà em gần như là bán nó cũng như là giá lẻ thì nó rất chi là khó cho các bạn lý. Nên là các bác quan tâm thì các bác liên hệ bên trung tâm em. Khi các bác đặt mua sản phẩm thì bên em sẽ ship code về tận cửa nhà cho các bác luôn. Hàng tới nơi là các bác được phép kiểm tra hàng, test máy trước khi nhận hàng và thanh toán tiền. Cho nên là các bác yên tâm nhé. Các bác quan tâm thì các bác nhanh tay liên hệ với bên trung tâm điện máy Ngọc Mai để sở hữu một cái dòng sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao như thế này. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để nhận được cái thông báo mới nhất.